Tức là chúng hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2004, chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Sâm Hà trong khóa tu 3 tháng mùa thu. Hôm nay là ngày thứ 10 của khóa tu. Nó có nghĩa là chúng ta chỉ còn 80 ngày nữa thôi. Và cái hạnh phúc của chúng ta là được an trú trong khóa tu. An trú trong khóa tu nghĩa là an trú trong 90 ngày. Mỗi ngày là một hạnh phúc lớn, và vì vậy cho nên chúng ta phải biết thừa hưởng. Từng ngày và mỗi giây, mỗi phút. Hôm trước chúng ta có nói tới thiền chỉ. Nó đi song song với thiền quán. Ở Tây Phương thì họ chỉ nghe nói tới Vipassana Meditation, tức là thiền quán. Nhưng mà ít người nói tới thiền chỉ. Cố nhiên quán là cái sự tu tập để đạt tới tuệ giác. Nhưng mà nếu chúng ta không có thành công được ở trong cái chỉ thì chúng ta cũng không thành công được trong cái quán. Và trong chỉ nó đã có quán rồi. Cũng như là nếu đó là quán chân thật thì trong đó nó có chỉ. Vậy cho nên chỉ và quán là hai cái không có thể tách rời ra được. Khi chúng ta thực tập chỉ có nghĩa là dừng lại. Thì chúng ta có định. Và khi mà ta thực tập thiền quán thì ta có tuệ. Nếu không có định thì không có tuệ. Và không phải tuệ là cái mà nó sanh ra sau định. Tuệ có thể sanh ra một lần ở trong định được. Đây là cái yếu chỉ của Thầy Huệ Năng, tổ thứ 6. Trong kinh Pháp Bảo Đàn thì Tổ Huệ Năng có nói rất là rõ ràng là nếu anh nghĩ rằng định và tuệ là hai cái khác nhau, anh sai lầm rồi. Định chính nó là tuệ. Vì vậy cho nên chúng ta cũng biết rằng thiền chỉ cũng là thiền quán. Nếu anh không có ngưng lại được thì sức mấy mà anh có thời gian. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng tại Mai Thôn chúng ta rất chú trọng tới sự thực tập và thiền chỉ, tức là phải ngưng lại cho được. Chúng ta có biết bao nhiêu pháp môn để có thể ngưng lại, như là pháp môn đi. Mỗi bước chân như vậy là để dừng lại. Dừng lại không có nghĩa là không có đi. Dừng lại có nghĩa là dừng lại cái tâm. Tại cái tâm là một con ngựa hay là một con khỉ. Nó quen thói, rong rủi rồi. Vì vậy cho nên mình phải dùng những cái dây cương, những cái thắng, những cái bánh lái để có thể giúp mình
dừng lại để con ngừa tâm hay là con vượng, con khí tâm. Thì mỗi bước chân á, là mình có thể sử dụng để dừng lại. Và cái pháp môn, một trong những pháp môn quan trọng nhất của Làng Mai á, là đi thiền. Đi thiền có nghĩa là dừng lại trong mỗi bước chân. Vì vậy cho nên khi mình đi mình không có nói chuyện là vì như vậy. Tại vì nói chuyện thì mất bước chân. Tức là tay không có nắm cái cương đó, bước chân là một cái cương. Theo nguyên tắc á, thì là người nào ở Làng Mai cũng thực tập thiền đi cả, nghĩa là cũng dừng lại được trong từng bước chân. Và mình không còn đi như bị ma đuổi như trong quá khứ. Và nếu mình muốn biết là mình có khả năng dừng lại hay không, mình đã dừng lại được hay không, thì mình cứ coi cách mình đi. Thì mình biết là mình đã dừng lại được trong từng bước chân chưa, hay là mình vẫn chạy như bị ma đuổi. Nếu mình bước được, mình bước những bước chân mà không có chánh niệm, thì con ngựa của mình nó vẫn phi, con khí của mình nó vẫn trường cành như thường. Vì vậy cho nên thiền đi là một cái phương tiện rất là hữu hiệu để mình có thể học được cái sự ngừng lại, dừng lại. Thiền dừng lại là thiền trí. Tại vì mình đã rong ruổi trong những kiếp trước, rồi kiếp này mình cũng rong ruổi, mình không dừng lại được. Và cha mẹ cũng đã tất tả ngược xuôi rong ruổi suốt đời, truyền cho mình cái năng lượng, cái tập khí, cái thói quen rong ruổi. Thành bây giờ mình phải thực tập dừng lại để cho cha cũng có thể dừng lại trong mình và mẹ có thể dừng lại trong mình. Đó là cái sự thực tập sáng hôm nay. Mỗi khi con thở vào, con dừng lại được. Và con làm cho cha con dừng lại trong con. Và hai cha con có thể gặp nhau được trong giây phút đó. Mỗi khi con thở vào, con dừng lại được. Và con làm cho mẹ trong con dừng lại được. Và hai mẹ con cùng có mặt một lúc đoàn tụ gia đình trong giây phút hiện tại. Khi mình có khả năng dừng lại trong từng bước chân thì mình tiếp xúc được với sự sống một cách sâu sắc. Và mình tiếp xúc được với tất cả những cái màu nhiệm của sự sống trong mỗi giây phút. Và như vậy thì cái tịnh độ mà mình nói tới ở trong kinh A Di Đà nó trở thành ra hiện thực ngay trong cái giờ phút đó. Thành dừng lại như vậy thì thấy được tình độ ngay trong giờ phút hiện tại, thì cái đó là tuệ rồi. Thấy được tức là có tuệ. Mình không cần đi tìm tình độ ở một phương trời khác hay là ở một cái thời gian khác. Mà các chư tổ đã nói tình duy tâm tình độ, tức là tình độ ở ngay trong cái tâm, mà tâm đang ở trong giây phút hiện tại, mình an trú trong giây phút hiện tại thì có tình độ. Và vì vậy cho nên ngưng lại thì có hạnh phúc. Điều kiện của hạnh phúc là ngưng được. Còn nếu mà tiếp tục rong ruổi thì không an trú được. Không an trú được thì không có tiếp xúc được với sự sống, không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên những người ở Làng Mai, nhất là những người thường trú, người nào cũng phải nắm cho được cái pháp môn đi thiền. Tức là mỗi bước chân có
dừng là được, và cảm thấy thấy thoải mái, an lạc trong bước chân. Mà đi mà không có thể thoải mái an lạc thì chưa phải là đi thiền, chưa phải là thành công. Và cố nhiên khi mình đi như vậy thì mình phải để hết tâm ý vào từng bước chân. Do đó cho nên mình không có nói chuyện thì mất bước chân. Nói như vậy không có nghĩa là mình không được nói chuyện, mình được nói chuyện chứ, nhưng mà nói thì nói phải ngừng lại rồi để hết cái tâm mình vào cái lời nói có chánh niệm, nói xong rồi thì đi. Một là nói, hai là đi, chứ đừng có hai cái một lần. Và khi mình làm như vậy, mình cũng làm chuông chánh niệm cho những người khác, cho các sư em của mình. Và đây không phải là sự thực tập hình thức, đây là sự thực tập nội dung. Và bước chân là cái dây cương thứ nhất để mình có thể sử dụng để điều phục con ngựa tâm. Mà nó rất là dễ làm. Mình đừng có buông cái cương nó ra, thì tự nhiên mình nắm được thân và nắm được tâm. Thì nắm được thân tâm rồi thì lúc đó mới có hy vọng, nó mới có hy vọng giải thoát. Hơi thở cũng vậy, hơi thở cũng là một cái dây cương rất là hay. Mình phải nắm lấy dây cương, phải bám lấy dây cương, bám lấy hơi thở. Và khi mình còn bám lấy hơi thở thì mình còn là mình. Khi mình buông hơi thở thì mình đánh mất mình. Và có khi mình có thể phối hợp hơi thở với bước chân. Và như vậy hai cái dây cương cùng một lúc thì rất là vững. Đi khi đi thiền thì hơi thở nó đi theo với bước chân. Và mình an trú trong định. Mình an trú trong định thì trong định nó có tuệ. Mình có an lạc thánh thời liền trong cái giây phút đó. Chúng ta làm một cái thôi, chứ đừng có làm hai cái một lần. Khi mà chúng ta ngồi á, thì đó là một cái cơ hội để chúng ta dừng lại. Mà trong khi ngồi thì chúng ta dùng cái hơi thở để chúng ta dừng lại. Cái thân và cái tâm đều có thể dừng lại được hết nhờ cái hơi thở. Và dừng lại thì ta tiếp xúc được với sự sống có mặt ở trong ta và xung quanh ta. Ta tiếp xúc được với tổ tiên, với cha mẹ, với thầy, với con cháu của chúng ta, ngay trong ta. Và chúng ta không thiếu một cái gì hết trong khi chúng ta ngồi. Tại vì trong khi ngồi là chúng ta đoàn tụ. Chúng ta ngồi, chúng ta trở về với giây phút hiện tại. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta đi kiếm, đi tìm, như là an lạc, như là tịnh độ, như là niết bàn, như là cha, như là mẹ, như là thầy, như là tổ, đều có mặt ở trong giây phút hiện tại. Thành ra cái giờ phút ngồi dừng lại, đó là giờ phút đoàn tụ, giờ phút mà trong đó mình có thể tìm thấy bất cứ một cái gì mình đang đi tìm. Trong đó có tịnh độ, có an lạc, có giải thoát, có tình thương, có tự do. Khi mình ăn cơm á, thì mình chỉ ăn cơm thôi. Khi ngồi thiền thì mình chỉ ngồi thiền thôi. Có những người trong khi ngồi thiền lợi dụng cái giây phút ngồi thiền để học bài, ôn bài, hay là để giải quyết những cái vấn đề của mình, những cái vấn đề công việc của mình. Tại vì họ không tìm thấy an lạc trong khi ngồi thiền.
không có tìm thấy tự giác trong thấy ngồi thiền, họ thấy ngồi thiền tốn thời gian quá, thì bèn ngồi đó để lấy cái đầu của mình để giải quyết những cái công việc của mình, hoặc là để học ôn bài, hoặc là để tính toán cái này cái kia, thì sử dụng thời gian ngồi thiền như vậy là quá uổng. Thời gian ngồi thiền là thời gian rất là mầu nhiệm. Và coi như là khi mình mặc áo thì mặc áo thôi, và mặc áo như thế nào để nó có an lạc hạnh phúc trong cái mặc áo. Trong những cái bài thi kệ thì có bài thi kệ để mặc áo, thì trong cái mặc áo mình sử dụng bài thi kệ đó, và mình đã an trú hoàn toàn trong trong trường mặc áo, không phải là vừa xỏ một tay vào vừa chạy, rồi chạy hai bước rồi xỏ vào cái tay thứ hai nữa là không có được. Năm 450 Tây là cái năm mà buộc nhập Niết Bàn. Niết Bàn từ năm 450 mà tới năm đầu, năm thứ nhất là Thiên Chúa Giáng Sinh này. Chúa Giê-xu và chúng ta kể từ đây tới cái năm buộc nhập Niết Bàn là 450 năm. Và nếu mà tính từ cái năm này thì là ngày sinh của buộc là thêm 80 năm nữa. Tức là 530. Sau khi buộc nhập diệt á, thì đạo buộc nguyên thủy á, kéo dài thêm được chừng 100 năm nữa là 350. Và đây là thế kỷ thứ tư. Thế kỷ thứ tư trước Thiên Chúa. Đây là thế kỷ thứ năm trước Thiên Chúa.
Đây chúng ta có thế kỷ thứ 3 trước Thiên Chúa. Rồi chúng ta có thế kỷ thứ 2 trước Thiên Chúa. Và chúng ta có thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa. Và chúng ta có thế kỷ thứ nhất mà Chúa giáng sinh ở đây. Rồi sau đó chúng ta có thế kỷ thứ nhất sau Thiên Chúa. Rồi đó chúng ta có thế kỷ thứ hai sau Thiên Chúa. Chúng ta có thế kỷ thứ ba sau Thiên Chúa. Bột nhập diệt ở đây. Và cái đạo Bụt Nguyên Thủy nó kéo dài thêm được 100 năm nữa. Và ta có thể nói cái thời kỳ này thầy có tìm ra cái chữ mà quên mất rồi. Là sơ kỳ tiểu thừa, tiểu thừa sơ kỳ. Sơ kỳ tức là cái giai đoạn đầu. Và chúng ta kỳ trước đã nói vào khoảng 140 năm sau Bụt nhập diệt á, thì nó có sự phân phái. Khoảng này nó có sự phân phái ra thành ra hai cái bộ phái. Một là Đại Chúng Bộ, hai là Thượng Tọa Bộ. Mahasanghika và Sthavira và là rồi Thượng Tọa Bộ sẽ được phương phái phân chia ra thành ra nhiều cái bộ phái khác, cũng như là Đại Chúng Bộ cũng phân chia ra nhiều cái bộ phái khác. Từ năm 350 cho đến năm 100 tức là vào khoảng 250 năm.
thì chúng ta có một cái giai đoạn khác gọi là tiểu thừa phân phái. Có người dùng ở đây là Đạo Bục Nguyên Thủy. Đạo Bục Nguyên Thủy. Và cái này là Đạo Bục Bộ Phái. Và chúng ta biết rằng trong cái thời gian này là có vào khoảng 20 cái bộ phái đã được thành lập. Và từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ cuối thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch đó, là 400 năm đó, thì các kinh điển Đại Thừa xuất hiện. Và kinh điển Đại Thừa xuất hiện sớm nhất là kinh Bát Nhã. Và các kinh Đại Thừa cứ tiếp tục xuất hiện mãi cho đến thế kỷ thứ hai, thứ ba sau Thiền Chúa Giáng Sinh. Và cái giai đoạn này chúng ta gọi là Đạo Bục Đại Thừa. Vào thế hệ thứ hai này chúng ta có Thầy Long Thọ, Nagarjuna, hệ thống hóa tư tưởng Bát Nhã, tư tưởng không. Và chúng ta có một thầy tên là Thầy Di Lặc. Sáng tác Du Già Sư Địa Luận. Du Già Sư Địa Luận tức là một cái tác phẩm chiến dương giáo lý duy biểu duy thức. Du Già Sư Yoga Charya Bhumi là địa. Yogacara Bhumi Shastra Yogyashira. Nhưng mà cái hình ảnh của Thầy Long Thọ nó quá vĩ đại, thành ra nó che lấp cái hình ảnh của Thầy Di Lặc. Di Lặc này không phải là Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sinh trong tương lai đâu. Và mãi cho đến thế kỷ thứ tư mới có Thầy Vô Trước và Thầy Thế Thân. Thầy Vô Trước là Asanga, Thầy Thế Thân là Vasubandhu. Là hai thầy này mới sử dụng luận Du Già Sư Địa và những kinh điển Đại Thừa có tư tưởng duy biểu và hệ thống hóa lại
Vì vậy cho nên giáo lý duy biểu được hệ thống hóa sau giáo lý bát nhã, giáo lý không. Vào thế kỷ thứ ba có sự xuất hiện của một ông vua vĩ đại, ông vua đó tên là ông vua Ayuk Ashoka. Ashoka sau khi đã thống nhất Ấn Độ rồi thì rất là quy ngưỡng Phật giáo. Hiện bây giờ nếu mà mình đi Ấn Độ mà tới vườn Lâm Tỳ Ni thì mình còn thấy một cái trụ đá của vua Ayuk khắc bằng chữ Brahmi, nói ở đây, nơi đây là cái chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni giáng sinh, và trụ đá đó còn nguyên vẹn với những hàng chữ Brahmi. Cái trụ đá đó đã tồn tại được 23 thế kỷ mà không có bị hư nát. Nếu không có trụ đá đó thì người ta có thể nói Bụt là một nhân vật thần thoại không có thiệt, chưa bao giờ từng sinh ra trên thế giới. Nhưng mà có những cái chứng cứ như vậy, thành ra ai cũng biết rằng, ai cũng có thể thấy được rằng khoa học chứng minh một cách rõ ràng Bụt là một nhân vật lịch sử. Và cái làng đó ở Lumbini đó, nhờ Đức Thế Tôn giáng sinh ở đó, cho nên từ đó về sau là khỏi phải trả thuế, khỏi phải nạp thuế cho chính quyền, tại vì đất đó đã sinh ra một đứa con rất là mầu nhiệm cho trái đất. Có thể vua Ayuk đã quy y. Trong sử sách nói là có quy y nhưng mà không có chắc lắm. Nhưng mà có thể là Ngài đã quy y. Nhưng mà cái sự thật là trong những cái cột trụ mà Ngài dựng lên khắp xứ Ấn Độ đó, nhiều cột trụ lắm. Nếu quý vị có thời giờ nghiên cứu về những cái cột trụ mà vua Ayuk dựng lên đó, thì vua Ayuk khuyên người ta nên sống một cuộc đời đạo đức, đừng có sát sanh, đừng có buông thả. Và chắc chắn là ở trong toàn cõi Ấn Độ có nhiều cái tôn giáo, vì vậy cho nên vua Ayuk rất là cẩn thận. Và vì vậy cho nên những cái bản văn mà ghi trong các trụ đá đó nó không có tỏ ý là đạo, là vua Ayuk thiên hẳn về đạo Phật. Vì vậy cho nên những cái văn từ đạo đức khuyên khích dân chúng theo đạo đức nó có cách tổng quát. Cái chữ Dharma mà dùng ở trong những cái bản văn đó nó không hẳn là Buddha Dharma, nó là Buddha Dharma tổng quát in general. Chúng ta biết rằng trong thế kỷ thứ tư và thứ ba trước Thiên Chúa giáng sinh thì đạo, cái chủ lực của đạo Bụt vẫn là giới xuất gia. Giới tại gia đóng một cái phần rất là nhỏ, cái phần của những người yểm trợ tăng đoàn xuất gia. Và sự thực tập của người tại gia nó còn rất là giới hạn. Sự thực tập của người tại gia chỉ là cúng dường, yểm trợ cho những người tu, quy y và thọ năm giới, chỉ có từng đó thôi. Và nương tựa hoàn toàn vào các thầy, các sư cô, để các thầy, các sư tu cho mình. Mình chỉ cúng dường
thọ năm giới, hành trì năm giới và tụng đọc ba sự quay về nương tựa. Và những cái trụ đá của vua A Dục á, khuyên người ta nên đi con đường trung đạo. Nghĩa là không cần phải, không hẳn là phải viễn ly cuộc đời như là các thầy, mà cũng không nên sống cuộc đời buông thả, đam mê, trì lạc. Và đó là cái nghĩa trung đạo của chánh pháp, mà theo cái lời khuyên, theo những cái edict, tức là những cái lệnh của vô bang. Nhưng mà ít nhất là vua A Dục đã trồng lên cái trụ đá ở Lumbini, đã trở thành ra một người yểm trợ cho các cái tư trào đạo đức ở trong xứ, đã khuyên người đừng có nên sát sanh. Và chính vua trong cung cũng là hạn chế cái chuyện sát sanh để làm thức ăn. Và nhờ cái sự yểm trợ của vua mà đạo Bụt đã hồi đó chỉ có một vòng đai ở miền Trung Ấn Độ, mà sau đó lan tràn khắp xứ Ấn Độ. Trong cái thời, trong cái sơ kỳ tiểu thừa này á, trong cái giai đoạn này khi mà thuật lại cái cuộc đời của Bụt á, thì thường thường những cái trước tác nó chỉ kể từ cái ngày mà Bụt đi xuất gia cho đến khi mà Bụt thành đạo thôi. Và trong các kinh điển Nikaya thỉnh thoảng có ghi chép một vài cái chuyện tiền thân, kiếp trước Bụt đã làm cái gì, mà rất là ít. Chuyện tiền thân Jataka, mình dịch là bản sinh, nhưng mà từ cái hồi vua A Dục lên ngôi và yểm trợ đạo Bụt rồi á, và từ cái hồi mà đại chúng bộ xuất hiện, thì người ta có khuynh hướng làm cho đạo Bụt nó được phổ cập vào trong cái giới tại gia, gây cảm hứng cho người tại gia để người tại gia cũng có thể tu học được, chứ không phải là chỉ yểm trợ mà thôi. Và cái sự có mặt của vua A Dục nó giống như là sự có mặt của một vị Bồ Tát hộ đạo với cái lý tưởng bất bạo động, lý tưởng của người cư sĩ,
Trước đó thì Đạo Phật chủ yếu là Tăng Đoàn xuất gia mà thôi. Vì vậy cho nên từ cái ngày đó trở đi, các thầy ở trong Đại Chúng Bộ và các thầy ở trong Hữu Bộ Sarvastivana bắt đầu sáng tác những cái chuyện gọi là tiền thân rất là nhiều. Và vì vậy cho nên có một nền văn học mới nó được xuất hiện là văn học Rataka. Và tư liệu để làm nên những truyện tiền thân buộc là lấy trong cái kho tàng truyện cổ tích của Ấn Độ. Đạo Bụt đã sử dụng những cái tư liệu ở trong văn học dân gian để mà tạo ra cái nền văn học gọi là Rataka bản sinh. Và đồng thời cũng có một nền văn học khác gọi là văn học Avadana, là văn học thí dụ. Chúng ta biết rằng Đạo Bụt á, người ta nói đến chín cái thế tài của kinh điển là cứu bộ kinh, thế tài tức là cái style của văn học á. Trong đó có trường hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, vô vấn từ thuyết, bản sanh, bản sự, vân vân. Và sau đó thì từ cứu bộ nó lên tới thập nhị bộ, tức là 12 thế tài. Và hai trong những cái mới là Rataka và Avadana. Cố nhiên là trước đó ở trong kinh điển đã có một vài trường tiền thân rồi, nhưng bây giờ để có một phong trào sáng tác trường thân tiền thân rất là hùng mạnh. Tại vì sao? Tại vì trong những kiếp trước, Bụt chưa phải là Bụt, Bụt chỉ mới là Bồ Tát thôi. Và chữ Bồ Tát hồi đó là chỉ dùng cho một người thôi. Đó là một vị Bụt sắp thành. Bụt sắp thành, những cái kiếp trước của Bụt thì gọi là Bồ Tát. Ở trong cái văn học tiểu thừa thì chữ Bồ Tát nó chỉ có nghĩa là tiền thân của Bụt thôi. Và những cái câu chuyện đó là những chuyện của Bồ Tát xảy ra trong quá khứ. Và văn học Avadana cũng vậy, cũng nói về những cái thí dụ chuyên chở giáo pháp và lấy những cái chuyện tiền thân có buộc hay là tiền thân của các vị đệ tử của Bụt hay là những nhân vật khác. Bản sinh Rataka cũng chuyên chở một ít giáo lý của Bụt, mà Avadana thí dụ cũng chuyên chở một ít giáo lý của Bụt dưới hình thái của những câu chuyện. Những cái kinh mà gọi là kinh hạnh phúc của mình hãy tụng nó.
thì nó cũng nằm lấy ra từ một cái kinh gọi là kinh Pháp Cú Thí Dụ. Pháp Cú Thí Dụ. Và trong những cái thí dụ đó, Avadana nó có những cái lời nói, những cái câu nói của Bụt gọi là Pháp Cú. Đầu cái thứ ba, chỉ sau thầy Long Thọ vài chục năm, ở Việt Nam có một thầy tên là Tăng Hội. Đây là Tổ sư Thiền của Việt Nam. Thầy Tăng Hội đã biên tập một cái bộ kinh chúng ta biết lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và thầy Tăng Hội đã sử dụng những chuyện tiền thân và những cái chuyện thí dụ để đưa vào trong sáu cái phạm trù đó gọi là lục độ. Và tác phẩm lục độ tập kinh nó vẫn còn ở trong đại tạng. Tác phẩm này đã được dịch ra tiếng Pháp, ân hành tiếng Pháp. Và ở Việt Nam hiện bây giờ chúng ta có bản tiếng dịch tiếng Việt của ông Lê Mạnh Thà. Chúng ta chưa có đại thừa, tại vì các kinh điển đại thừa mới xuất hiện từ thế kỷ thứ nhất. Nhưng mà từ thế kỷ thứ ba và thứ hai trước Thiên Chúa Giáng Sinh đã bắt đầu có cái lý tưởng Bồ Tát. Tại vì A Dục Vương là hình ảnh của vị Bồ Tát tại gia. Lý tưởng Bồ Tát. Và ý niệm về lục độ. Và lý tưởng Bồ Tát cũng như ý niệm về lục độ là những cái mà tiểu thừa phương phái sẽ đóng góp cho đại thừa sau này. Thì dấu vết của hai cái tư tưởng này nó đã có trong thời tiểu thừa phương phái. Vậy vậy cho nên trong tiểu thừa đã có cái tư tưởng Bồ Tát thừa. Tư tưởng Bồ Tát thừa nó đã có gói ghém ở trong đó. Và Bồ Tát thực tập lục độ. Và cái nền văn học đó là một nền văn học vĩ đại. Cái mục đích của nền văn học Jataka và Avadana, bản sinh và thí dụ là để phổ cập hóa cái giáo lý của Đạo Phật vào trong dân gian. Trước đó, chủ lực của Đạo Mục chỉ là ở trong cái tăng đoàn xuất gia mà thôi. Gây cảm hứng cho họ, nói rằng họ cũng có thể làm được. Họ cũng có thể làm những vị Bồ Tát được. Họ có thể làm được như vua A Dục. A Dục là một mẫu người lý tưởng. Mình là người không xuất gia, mình là người tại gia, nhưng mình có thể thực tập được bố thí, mình có thể thực tập được trì giới, mình có thể thực tập được nhẫn nhục. Tại vì chính vô ái dục là trì giới, là không có sát sanh,
Và vì vậy cho nên mình có thể nói rằng sau khi giáo đoàn đã phân chia ra đại chúng bộ và thượng thảo bộ rồi, rồi có ưu bộ nữa, thì cái đại chúng bộ này và cái hữu bộ này, thượng thảo bộ vẫn tiếp tục dưới hình thức của phân biệt thuyết bộ, Vipassavada, phân biệt thuyết bộ. Và hữu bộ là một cái phân phái sau đó. Thì hữu bộ, khá tiến bộ cũng như đại chúng bộ, đây là hai cái bộ phái có công nhiều nhất trong cái sự sản xuất cái nền văn học Jataka và nền văn học Avadhana, bản sinh và thí dụ. Và người cư sĩ càng ngày càng đông, tới với đạo Phật càng ngày càng đông. Và nhờ cái nền văn học đó mà đạo Phật chinh phục được toàn xứ Ấn Độ. Công việc đó đã không được thực hiện trong thời tiểu thừa. Bởi vậy cho nên sự phân phái đó không hẳn, không phải là cái chuyện xấu. Sự phân phái đó có thể là một cơ hội để trăm hoa đun nở, để cho mỗi người, mỗi cái đoàn thể có thể có cái cơ hội sử dụng cái thông minh, cái tài năng của mình mà phổ cập hóa đạo Phật, gọi là đại chúng hóa đạo Phật, đại chúng hóa, popularize Buddhism. Và tuy là đạo Phật chưa phải là đạo Phật đại thừa, tại vì kinh Bát Nhã mới xuất hiện từ thế kỷ thứ nhất, nhưng mà ở trong đó mình đã thấy có lý tưởng Bồ Tát và lý tưởng lục độ. Tuy rằng sau này đại thừa sẽ mang cái lục độ và lý tưởng Bồ Tát đó đi sâu, đi xa hơn nhiều. Tha liên nhập đạo nhân thanh quốc khởi, do dự tha liên nhập đạo nhân thanh quốc khởi. Thì lúc đó ở trong các cái tác phẩm mà phân phái mà xuất hiện đó, người ta bắt đầu nói tới ba cái loại lý tưởng. Có một tác phẩm nói rằng khi mà nghe một bài thuyết pháp thì có người phát tâm thanh văn, có người phát tâm duyên giác, và có người phát tâm Phật thừa, có người phát tâm muốn làm Phật. Ở trong thượng tọa bộ thì quan niệm về Phật rất là rõ ràng. Phật là một con người, buộc là một con người như tất cả chúng ta. Nhưng mà sau đó thì có rất là nhiều quyền, rất là nhiều cái quyền lực về trí tuệ, về từ bi. Và có thể có những cái thần thông. Nhưng mà vẫn là con người, vẫn là con người. Tại mình lý tưởng hóa thầy của mình. Và nhất là khi thầy của mình tịch rồi thì mình lại càng phóng đại ra nữa. Và đó là khuyên hướng rất là phổ thông. Và cái mục đích của thượng tọa, mục đích của sự thực tập ở trong đó là chỉ để trở thành A-la-hán thôi, hoặc là chỉ để trở thành Bích Chi Phật thôi. Còn trở thành một đấng toàn giác như Đức Thế Tôn là không có cái tham vọng đó, tại vì nó khó quá. Tại vì theo thượng tọa bộ thì Phật á, đức toàn giác Samma Sambuddha là chỉ xuất hiện
rất là hy hữu, rất là hiếm có. 3.000 năm, mấy triệu năm mới có một lần, và vì vậy cho nên không có cái tham vọng đó, không có cái chi hướng đó. Nhưng mà khi mà cái lý tưởng Bồ Tát với là cái giáo lý lục độ nó xuất hiện, nó đi đôi với bản sinh và bản sự, và khi mà thấy đại chúng bồ và hữu bồ thành công quá nhiều trong cái sự đại chúng hóa Phật giáo và đưa rất là nhiều người cư sĩ vào trong cái đoàn thể, lúc ban đầu mới có cái danh từ tứ chúng, nam xuất gia, nữ xuất gia, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, danh từ tứ chúng nó có từ đó. Và cuối cùng thượng tọa bộ cũng phải đi theo, và hiện bây giờ trong tiểu bộ Khudaya Nikaya chúng ta có tới 500 truyền thiền thân. Và thượng tọa bộ cũng nói tới ba la mật, thay vì lục ba la mật thì nói thập ba la mật, có 10 ba la mật. Bởi vì cho nên thượng tọa bộ cuối cùng rồi cũng có lý tưởng Bồ Tát, nhưng mà thượng tọa bộ đi sau, tại sự thành công của các bộ phái khác như là hữu bộ, nhất là hữu bộ, rồi đến đại chúng bộ. Cái nền văn học này nó là một nền văn học rất là hùng tráng, rất là giàu có. Thì chúng ta học được gì, học được bài học nào trong khi nhìn lại quá khứ? Chúng ta còn học nhiều nữa, nhưng mà đây là mới một vài cái chúng ta mới học thôi. Tức là chúng ta phải sử dụng những cái tư liệu nó thuộc về văn hóa ở trong nước để làm ra cái truyền thống của chúng ta. Và những tư liệu đó nó đã quen thuộc với người trong nước rồi. Và vì vậy cho nên sử dụng nó thì người trong nước cảm thấy rất là thoải mái, rất là quen thuộc. Và vì vậy cho nên họ tới với mình rất là dễ. Nghe nói là vua A Dục đã góp công thành lập những cái phái đoàn gửi đi ngoại quốc để truyền bá đạo Phật. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy rằng dấu vết của sự thành công không có bao nhiêu, rất là mơ hồ. Là tại vì đạo Phật hồi đó còn là đạo Phật Ấn Độ, còn là đạo Phật tiểu thừa. Và sau này những người đi qua những cái nước ngoài, những cái nước xung quanh Ấn Độ như là nước Iran hay là Afghanistan, thì mới thâu thập những cái yếu tố của nền văn hóa họ. Và Đạo Bồ Đại Thừa có mang dấu vết của những cái nền văn hóa ở xung quanh Ấn Độ. Và vì vậy cho nên từ khi mà Đạo Bồ nó được Đại Thừa hóa thì nó mới bắt đầu đi vào được trên thế giới. Cũng như là giáo lý Tịnh Độ. Nhìn sâu vào giáo lý Tịnh Độ thì chúng ta thấy có những yếu tố của tín ngưỡng của văn hóa Iran ở trong đó. Cái ý niệm mà vô lượng quang, mặt trời, thờ, cái truyền thống mà thờ mặt trời vô lượng quang có thể là đã thu nhập từ cái truyền thống tư tưởng tôn giáo tâm linh của nước Iran. Mình tiếp thu những cái đó thì mình mới xuất cản được. Đó là bài học mình có thể học được.
Nếu mình không có tiếp thu những cái yếu tố văn hóa địa phương thì mình có thể tới với địa phương đó được. Và điều này là điều đã buộc đã làm trên khắp thế giới. Khi qua Trung Quốc thì tiếp thu văn hóa Trung Quốc. Khi qua Tây Tạng thì tiếp thu văn hóa Tây Tạng. Và còn trong nội địa thì mình phải tiếp thu cái văn hóa nội địa thì mới thành công được. Và cái chuyện sử dụng bản sinh và thí dụ thu nhập những cái kho tàng trường cổ tích Ấn Độ, đó là một trong những cái thức ăn mà đạo Bụt nội địa đã sử dụng để có thể trở thành ra tôn giáo của toàn khỏi Ấn Độ. Nếu chúng ta nói về Việt Nam thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam có cái phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên có trước đạo Bụt. Và ở Việt Nam đã có khuynh hướng tiếp thu cái sự thực tập đó để cho cái sự thực tập thờ cúng bà nó đi đôi với sự thực tập Phật giáo. Và tôi có đề nghị là nếu mà mình giảng bài giảng đầu tiên ở Hà Nội thì mình sẽ giảng cái đề tài là sự phối hợp kỳ diệu giữa đạo Phật và truyền thống thờ cúng ông bà. Chúng ta biết là lần mai sự tiếp xúc với tổ tiên nó rất là quan trọng. Tổ tiên tâm linh, tổ liệt tiên huyết thống. Và mình biết rằng cha mình, mẹ mình có mặt ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Mình biết rằng nếu mà mình bị mất gốc thì mình không thể nào là con người có hạnh phúc. Mình bị phóng thể, alienate. Và vì vậy cho nên có gốc rễ tổ tiên vững chãi thì con người mình vững chãi. Và tuy rằng người ta có thể nghĩ rằng cái thờ cúng tổ tiên cúng cơm, cúng cháo, cúng chè, cúng xôi là mê tín, nhưng kỳ thực đi sâu vào mình có thể tìm được một triết lý rất là sâu sắc ở trong đó. Coi cha mẹ đã chết rồi, ông bà đã chết rồi như vẫn còn sống. Sự tử như sự sinh. Tức là các ngài đã qua đời rồi nhưng mà mình vẫn coi các ngài là có mặt. Vì vậy cho nên cái bàn thờ tổ tiên ở trong gia đình là để mà nhớ rằng cha mẹ, ông bà vẫn còn ở với mình. Và mỗi khi có những cái gì xảy ra trong gia đình thì phải báo cho cha mẹ, ông bà biết ở trên bàn thờ. Không có gì mà không có báo. Và có những khó khăn nào cũng phải cầu nguyện cha mẹ, tổ tiên, ông bà. Và có cái câu gọi là con cháu ở đâu thì ông bà ở đó, rất là hay. Con cháu ở đâu, ông bà ở đó. Không phải là ông bà đi theo mình mà ông bà ở trong này, trong mình. Và cái bài tập của chúng ta sáng nay là khi mà con thở vào, con thấy ba, cha, anh con, nó vừa khoa học mà nó vừa phù hợp với là cái truyền thống mà cũng vừa phù hợp với là cái đạo Bụt. Tại vì nếu mình nhìn kỹ vào cái bắp thì mình thấy cái hộp bắp giống nó có trong đó. Hộp bắp giống chưa chết, hộp bắp giống không bao giờ chết, hộp bắp giống đã trở thành ra cây bắp. Thì mình không phải là một con người khác. Và đạo Bụt gọi là mình với cha mình không phải là hai, không phải là một. Và chính mình với mình cũng vậy. Mình lúc 5 tuổi với mình lúc 50 tuổi cũng phải hai là hai mà không phải là một. Và vì vậy cho nên mình có thể nói có một sự phối hợp tuyệt hảo, rất là kỳ diệu giữa cái giáo lý gọi là bất sinh bất diệt, phi nhất phi gì của đạo Bụt với là cái tục lệ thật cũng tổ tiên của bà mình. Và đạo Bụt sẵn sàng ôm lấy và chấp nhận một cách hoàn toàn cái đạo thờ cúng tổ tiên. Và mình có thể làm cho nó đẹp hơn, khoa học hơn. Và có cả một cái nền triết lý nó nằm ở trong đó. Mình có thể đưa triết lý phi nhất phi gì, bất sinh bất diệt,
vào trong cái sự thờ cúng tổ tiên. Và vì vậy cho nên mình ôm trọn được cả nền văn hóa Việt Nam và đạo Bụt trở thành ra một cái truyền thống của tất cả mọi người Việt. Tại vì người Việt nào cũng muốn thờ cúng ông bà, cũng muốn tưởng niệm ông bà. Nói như vậy để chứng tỏ rằng nếu muốn thành công trong nội địa thì mình phải có những thức ăn, mình phải sử dụng những thức ăn của nội địa trong phạm vi tập tục, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, và có thể Phật hóa được, có thể biến dưỡng được tất cả mọi cái yếu tố, những cái pháp gọi là thế gian có thể biến trở thành ra Phật pháp cả. Nhất thiết thế gian pháp, giai thị Phật pháp, đó là cái nguyên tắc của đạo Bụt. Và khi mình sang Tây phương, đạo Bụt đi sang Tây phương thì phải nhìn quanh, phải nhận diện những cái yếu tố của nền văn hóa Tây phương, và phải làm thế nào ôm trọn được những cái niềm đó, những cái yếu tố đó để mà chuyển hóa, để mà biến dưỡng, thì đạo Bụt mới có thể có gốc rễ ở tại Tây phương. Ví dụ ở Tây phương, có cái thao thức khuyên hướng muốn bảo vệ sinh môi. Thì mình phải trở về với Đạo Phật để thấy cái nền tảng của sự thực tập đó nó nằm ở đâu. Rồi mình thấy rất rõ ràng nó nằm ở trong kinh Kim Cương và các kinh khác. Là muốn bảo vệ con người là phải bảo vệ những cái yếu tố không phải con người. Mình có thể tách ra con người, ra khỏi những yếu tố con người và những ý niệm như là ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Mà nếu thực tập và lấy bốn ý niệm ra đó thì mình thấy rõ ràng là có sự tương túc, tương nhập giữa tất cả bốn yếu tố. Và vì vậy cho nên mình nói cương một căn bản cổ bảo cho sinh môi là ecology, bảo hộ sinh môi trở thành ra một phương pháp thực tập của đạo Bụt. Và không phải đây là theo thời, đây là mốt mới, mà cái chân tinh thần bảo hộ sinh môi nó đã có sẵn từ ngàn xưa trong giáo lý của Đức Thế Tôn. Bảo hộ không có sát sanh. Và ngay trong cái giới luật của người xuất gia đã có những điều khoản cấm không được phá hoại cây cối, không có được làm ô nhiễm sông nước. Nó rất là rõ ràng, không những trong kinh có những cái giáo lý như vậy mà trong luật của người xuất gia cũng có những cái giáo lý như vậy. Và vì vậy cho nên đạo Bụt rất là dễ dàng ôm lấy cái phong trào bảo hộ sinh môi. Tây phương hiện giờ có rất là nhiều bạo động trong phim ảnh, đã bạo động trong văn học, bạo động trong nhà trường, bạo động cái năng lượng của sự giận hận thù rất nhiều. Và những cái chăn nuôi cũng có rất là nhiều bạo động, mà nông nghiệp cũng có rất là nhiều bạo động, rồi phim ảnh cũng có nhiều bạo động, rồi chiến tranh có rất là nhiều bạo động. Và người Tây phương hiện bây giờ đang đau khổ với cái bạo động đó. Bạo động đi vào trong trường học, bạo động đi vào trong gia đình. Và vì vậy cho nên mình thấy rằng đạo Bụt phải làm thế nào để có thể ôm lấy cái tình trạng đó, phải đưa ra những cái biện pháp thực tập như thế nào để làm giảm bớt cái tính bạo động ở trong thân của mình, trong tâm của mình, ở trong xã hội của mình. Và chúng ta thấy rằng
bất bạo động, tức là ahimsa, avihimsa, là cái nét chính, từ bi và bất bạo động là cái nét chính, là nền tảng của đạo Phật. Và mình thấy cái vai trò của mình rất là rõ, thực tập như thế nào để có thể quán chiếu được cái bạo động, những cái nguồn gốc của nó, để bắt đầu chuyển hóa cái bạo động đó trong đời sống hàng ngày của mình bằng cách ăn uống, tiêu thụ, giải trí, xây cất, phát triển phải theo cái nguyên thần avihimsa, bất bạo động, phải theo cái thần từ bi, và cái đó nó có sẵn trong đạo Phật. Nói tóm lại là đạo Phật là một cái sinh vật, một cái living organism. Thì đạo Phật cần có thức ăn liên tục. Ngày nào mà mình cho bắt đầu có ăn thì bắt đầu Phật đói và sẽ tàn tạ. Và chúng ta thấy cái hình ảnh của sự tàn tạ đạo Phật ở trong những cái địa phương mà trong đó người ta không có cho đạo Phật thức ăn mới. Những thức ăn lành, mạnh và ăn vào có thể tiêu hóa được, có thể biến dưỡng được. Đó là sự thực tập của chúng ta để làm cho đạo Phật tiếp nối được và tiếp tục phục vụ được con người. Và vì cho nên một cái thái độ bảo thủ, không có dám tiếp nhận, không có dám tiếp nhận thức ăn mới, không có khả năng biến dưỡng, chuyển hóa, thái độ đó là thái độ nó sẽ đưa đến cái sự tiêu diệt, cái sự tàn tạ của đạo Phật. Mà chuyện này nó đang xảy ra ở các nước Phật giáo. Chúng ta biết rằng có những người Phật tử giác ngộ, họ thấy được điều đó và họ đang cố gắng làm mới lại đạo Phật, cho đạo Phật một cái cơ hội mới. Thì tại Làng Mai chúng ta đã có ý thức đó, và trong 22 năm thực tập và chia sẻ, chúng ta luôn luôn mở hai con mắt, mở hai lỗ tai ra để nghe ngóng, để nhận diện những cái khổ đau mới, để trở về với cái truyền thống của chúng ta mà tìm ra được những cái tuệ giác, những cái giáo lý, những phép thực tập để có thể đối trị được với những cái khổ đau mới này. Thiền lệ chẳng hạn, nó đã có sẵn ở trong truyền thống, nhưng mà chúng ta đã phát triển thiền lệ. Phát triển thành thiền lệ để thiền lệ có thể đưa tới những kết quả lớn lao hơn như trong quá khứ. Và trong cái bài thư pháp, trong cái bài pháp thoại kế tiếp bằng tiếng Anh, chúng ta sẽ nói về cái đó.